Chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Loa Hay. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một dòng mixer tầm trung với thương hiệu Alanis đến từ Anh, đó là series SQ. SQ là series nằm giữa hai phân khúc QU và The Line của Alanis, và cũng là series được nhiều anh em ở Việt Nam cũng như trên thế giới lựa chọn sử dụng. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn trên chiếc mixer SQ 6 với thiết kế 24 fader, 24 input analog, series nằm giữa hai series của SQ là SQ 5 với 16 fader và 16 input analog, và SQ 7 với 32 fader và 32 input analog với số lượng input mở rộng tối đa đều là 48 channel. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh sửa fader của mixer SQ. Fader của mixer SQ cho chúng ta khả năng điều chỉnh rất cao. Một fader ta có thể thay đổi tính năng của nó thành input, up, out, DCA, group hay thậm chí là main drive. Để chỉnh sửa, ta chọn setup, chọn surface, chọn chip assign. Ở đây ta có input, effect, mix, DCA và bên dưới là A, B, C, D, E, F tương ứng với 6 layer fader A, B, C, D, E, F của bản mixer. Ví dụ, mình sẽ chỉnh sửa fader đầu tiên của layer fader A. Hiện tại đang là input 1 thành ốc 1. Ta chỉ cần chọn mix, kéo ốc 1 từ bên trên đặt xuống vị trí đang để input 1. Đó, ta đã chỉnh sửa fader số 1 của layer A thành ốc 1 tương ứng DCA hay thậm chí là effect. Magic main drive. Với khả năng tùy chỉnh rất cao như vậy, các bạn có thể thay đổi và setup một chiếc mixer của bạn hoàn toàn theo ý muốn và mục đích sử dụng của mình. Mình sẽ kết thúc video này tại đây và sẽ chia sẻ với các bạn tính năng của mixer SQ ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.